Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết rằng Trung Quốc nói với Hoa Kỳ đây chính là lúc để hòa bình với Bắc Hàn. Một quan chức cấp cao của Trung Quốc đã nói với Hoa Kỳ vào thứ Tư ngày 23 tháng 5, nếu như muốn thiết lập hòa bình với Bắc Hàn, thì bây giờ chính là thời điểm cho việc có một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Người đứng đầu Hội đồng Nhà nước Trung Quốc Wang Yi đã nói như trên trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo. Trước đó, giới truyền thông dẫn phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc gặp Tổng thống Nam Hàn tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 22 tháng 5, cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn có thể không được diễn ra theo đúng như kế hoạch và ông sẵn sàng dời cuộc gặp sang thời điểm khác hoặc thậm chí hủy bỏ nếu như không đạt được một số điều kiện nhất định. Tổng thống Trump nhấn mạnh một lần nữa một trong những điều kiện để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đó là Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân.